Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topcar VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi X-Sport, chiếc xe crossover cỡ B gầm cao 5 chỗ ngồi cực kỳ hot và ăn khách của bên phía Mitsubishi trong video ngày hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2024, thời điểm dịp giữa tháng 10 này, và Topcar VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn về những cái chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này có sự điều chỉnh mới nhất, tốt nhất có thể dành cho từng phiên bản của Mitsubishi X-Sport, những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện như ví dụ như là dán kính cách nhiệt hay chải sàn da hay là camera hành trình, rồi là vẫn có duy trì tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và mức giá lăn bánh mới nhất dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này. X-Sport là một chiếc xe rất ăn khách ở cỡ B gầm cao 5 chỗ ngồi nhá. Là một chiếc xe mà các phiên bản phân phối của nó đều là nhập khẩu tại Indonesia. Là một chiếc xe mà ở cỡ B nó đang cạnh tranh với cả Hyundai Creta, đang cạnh tranh với cả Kia Seltos. Và video này mình sẽ cập nhật về 3 phiên bản cơ bản hiện tại đang phân phối thôi, bao gồm X-Sport bản Exit, X-Sport phiên bản Ultimate và X-Sport phiên bản Premium. Cả 3 phiên bản này thì khung gầm, máy móc, động cơ y nguyên như nhau, đều là số tự động. Nó sử dụng là máy 1.5 hút khí tự nhiên dẫn động cầu trước, và nó sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT với cái dòng xe X-Sport này. Vận hành nó mượt mà và nó cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Vậy thì dịp giữa tháng 10 này, cụ thể chi tiết từng phiên bản giá bán khuyến mại lăn bánh tốt nhất được như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta xem xét. Đầu tiên là Mitsubishi X-Sport phiên bản Exit. Đây là một cái phiên bản với mức giá niêm yết đề xuất là 640 triệu đồng. 640 triệu đồng. Đại lý sẽ giảm về tiền mặt tại thời điểm dịp giữa tháng 10 này 51 triệu dành cho quý thưa các bạn. Giá bán xe còn lại có 589 triệu đồng thôi. 589 thì lăn bánh ở tỉnh mình có nhẩm qua là 656 triệu. Ở Hà Nội là 689 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 676 triệu đồng. Ở tỉnh là 656, ở Hà Nội là 689 và thành phố Hồ Chí Minh là 676 theo phương án mà chúng ta mua trả thẳng. Giá lăn bánh này đã có 1 năm bảo hiểm thân vỏ ở đây rồi, đã có dán kính, đã có trải sàn và cũng đã có camera hành trình rồi. Cái phiên bản Exit này niêm yết là 640, lăn bánh tỉnh là 656 triệu. Có thể coi là gần 100% lệ phí trước bạ rồi, đúng không ạ? Chưa kể tới chúng ta vẫn có bảo hiểm, vẫn có những cái phụ kiện được tặng thêm. Và nếu như mà trả góp của X-Sport Exit này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu để lăn bánh là 185 triệu. Ở Hà Nội là 218 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 205 anh chị nhá. Ở tỉnh là 185, ở Hà Nội là 218 và thành phố Hồ Chí Minh là 205 theo cái phương án mà chúng ta lấy trả góp. Đó là phiên bản Exit, phiên bản mà số tự động tầm tiền dễ tiếp cận nhất tại thời điểm này. Lúc trước thì còn có cái phiên bản thấp nữa cơ, đó là X-Sport phiên bản GLX. Nhưng mà cái phiên bản đấy thì dạo gần đây gần như là không có xe nữa, cho nên là mình bỏ qua. Cho nên là bản Exit tại thời điểm này sẽ là phiên bản tầm tiền dễ tiệm cận nhất. Phía trên bản Exit đó là X-Sport phiên bản Premium. Bản Premium là một phiên bản với mức giá niêm yết đề xuất là 680 triệu đồng. Nói về những option, những trang bị, những an toàn cơ bản cần thiết nhất thì cái phiên bản Premium này chúng ta không phải lăn tăn luôn. Và giá niêm yết của cái bản Premium đang là 680 triệu đồng. Đại lý sẽ giảm về tiền mặt là 47 triệu đồng. Tức là giá xe còn lại là 633 triệu. 633 lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 704 triệu. Ở Hà Nội là 738 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 724 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 704, ở Hà Nội là 738 và thành phố Hồ Chí Minh là 724 theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng. Cái giá lăn bánh này là cũng đã có bảo hiểm, vẫn có dán kính, vẫn có trải sàn và vẫn có camera hành trình rồi. Những cái phụ kiện rất cơ bản và cần thiết cho một chiếc xe mới khi mà lăn bánh xuống đường. Bản Premium này là một cái phiên bản mà cũng đầy đủ rồi, cho nên là những cái phụ kiện kể trên được tặng cộng với cả bảo hiểm thân vỏ, có nghĩa là chúng ta về chúng ta không phải sắm thêm gì nữa đâu. Và cái phiên bản này nếu như mà có nhu cầu lấy trả góp, ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 201 triệu, ở Hà Nội là 234 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 221 triệu đồng. Ở tỉnh là 201, ở Hà Nội là 234 và thành phố Hồ Chí Minh là 221 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp của X-Sport Premium. Và sang phiên bản cuối cùng trong cái video này mình cập nhật, đó là Mitsubishi X-Sport phiên bản Ultimate.
Phiên bản này thì nó có thêm một vài những cái tính năng an toàn chủ động trong gói ADAS anh chị ạ. Giá niêm yết của nó đang là 705 triệu đồng. Tại thời điểm dịp giữa tháng 10 này, đại lý sẽ giảm về tiền mặt là 26 triệu đồng. Giá xe còn lại là 679. 679 thì lăn bánh ở tỉnh là 753, lăn bánh ở Hà Nội là 787, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh là 773, ở tỉnh là 753, ở Hà Nội là 787 và thành phố Hồ Chí Minh là 773. Theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng, và đương nhiên vẫn có dán kính, vẫn có trải sàn, vẫn có camera hành trình và 1 năm bảo hiểm thân vỏ trong cái mức giá lăn bánh này. Và nếu như mà lấy trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 210 triệu, ở Hà Nội là 240 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 230 triệu đồng. Ở tỉnh là 210, ở Hà Nội là 244 và thành phố Hồ Chí Minh là 230 theo cái phương án mà chúng ta lấy trả góp. Đó là 3 phiên bản, 3 chương trình khuyến mại, quà tặng và lăn bánh tặng bảo hiểm của dòng xe X-Fort tại thời điểm dịp giữa tháng 10 này. Đây là một cái mẫu xe hiện tại đang là nhập khẩu tại Indonesia, đang không được ưu đãi về giảm 50% lệ phí trước bạ giống như cái đối thủ cạnh tranh, ví dụ như là Hyundai Creta hay là Kia Seltos. Tuy nhiên thì mình thấy là bên phía hãng, bên phía đại lý cũng đang giảm rất sâu rồi. Cái mức giá của nó thực tế khi mà tính ra lăn bánh cũng chỉ xem xem với những cái dòng xe Creta hay là chiếc xe Kia Seltos thôi. Vậy thì nếu quan tâm về X-Fort này, kiểu dáng thiết kế cực kỳ là cá tính và thể thao, nội thất bên trong cảm quan nhìn cũng cực kỳ là nịnh mắt, máy 1.5 hộp số tự động vô cấp vận hành mượt mà, cần xem xe, cần lái thử, cần trải nghiệm thực tế để quyết định cho nó dễ, nhờ quý vị các bạn hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Hãy nhớ rằng đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Khi có sự thay đổi nào về giá, về khuyến mại thì Top Car VN sẽ cập nhật ngay và luôn. Xin chào ạ.